It's one big brother warrior for dịch ra tiếng Việt nó là chiến binh Thái tặc 4 các bạn ơi. Chúng ta đến với tập thứ 3 nào. Các bạn đang xem về One Piece. Nếu như mà muốn ủng hộ cho cái series này thì hãy like cho cái video đi. Đăng ký nếu như các bạn chưa đăng ký. Bật luôn chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ một cái video clip nào. Còn bây giờ thì chiến. Ở trong trận chiến này, những kẻ thù của chúng ta bao gồm đó là Mr. Chu, Mr. One, Crocodile cùng với đó là Nico Robin. Và những người chúng ta có thể sử dụng để chiến đấu bao gồm có Zoro với Sanji. Có hết à? Còn có Luffy à? Oh fuck man. Chúng ta sẽ bao vai Sanji hay Zoro? Đương nhiên là Zoro rồi đúng không? Vì Sanji đã ở tập trước rồi, Zoro mình chưa test. Mochi mochi jikan da. Mochi mochi đang scan da hả? Tấn công vào Alubatna. Mọi người đã bắt đầu đánh nhau rồi. Nhưng mà chúng ta phải ngăn cuộc chiến này lại sau khi Nami nói cái đéo gì đó. Ta phải ngăn chặn cuộc chiến ở Ba Đốc Quốc cái gì đó. Vivi sẽ làm được điều đó. Ừ, cảm ơn tất cả mọi người. Zoro nói rằng là bên team của Crocodile có một thằng có kỹ năng khá là quái dị. À, cái thằng Mr. Chu ấy các bạn. Chúng ta có thể chết cái dấu ít ở trên tay rồi. Ok. Ủa nhưng mà đáng lẽ mình phải cho mình xem về cái dấu ít đấy chứ nhở. Sao nó đến không? À đây, nó có giải thích đây. Ở đây, 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 đây. Chúng ta xem lại nhá. Trên đường tới Vương quốc Alabasta, team của Luffy đã xảy ra một chuyện khi mà tìm thấy một người. Đây, nó là Mr. Chu. Mr. Chu này, nó ăn được một trái ác quỷ có khả năng giúp nó có thể biến thành thân người khác. Khi mà tay phải của nó chạm lên mặt ai là nó có thể biến thành người khác nhờ vào cách là chạm tay trái lên mặt. Đấy, khả năng của Mr. Chu. Sau khi mà Mr. Chu rời khỏi tàu của Luffy thì mọi người mới nhận ra đó là Mr. Chu ấy. Mọi người bắt đầu vặt ra một cái kế hoạch. Đó là vẽ một cái dấu ít lên tay. Sau đó buộc một cái cuộn băng trắng lên. À, nếu như mà nghi ngờ đó không phải là đồng đội thì chết thử xem cái dấu ít đó là gì. Nếu như mà không nói được thì đó là giả mạo đó các bạn. Đấy, kiểu như thế. Hiểu chưa? Tóm gọn lại cho các bạn như thế chứ mình đọc cái này mình dễ hiểu các bạn ạ. Mình xem phim rồi cho nên là mình mới biết. Đấy, chúng ta đến với câu chuyện đấm vỡ mồm thằng chiếc Crocodile nào. Nào, test thử combo của Zoro Zoro có nào. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, đó là combo khi mà smash của Zoro. À, mình đang vào cái vai nhiệm vụ đó là đi kiếm cái pháo các bạn ạ. Cái đéo gì đây? Kêu chốt trái của Zoro với shit. Mẹ ơi, mày chọc ken này Nobika. Kiếm được quá nhờ. Ok, nhiệm vụ của chúng ta đó là đi kiếm ra một cái bát của Crocodile. Mình giải thích một chút nhá. Đó là hiện tại thì trong cái vương quốc Alabasta này có nhà vua Alabasta cùng với đó là biên lính. Biệt đội biên lính thì đang xảy ra giao tranh với bên quân nổi loạn như này. Có là quân nổi loạn đúng không? Người lâu lắm mà mình đéo xem là chịu đấy. Nói chung là hai thế lực khác nhau đánh nhau. Và cái người châm ngòi cho cái cuộc chiến này đó là Crocodile. Chúng nó để cho hai phe đánh nhau và nó đã đặt ra một cái được gọi là đại bác khổng lồ nhằm mục đích tiêu diệt luôn cả hai phe khi mà cả hai phe đang cùng tập lại một chỗ đánh nhau các bạn. Đấy, đó là mục đích chính của Crocodile. Bây giờ chúng ta cần phải đi kiếm cái đại bác đó. Em hiểu mẹ anh chưa? Kéo hiểu rồi thì nên xem phim chứ tôi không biết. Tôi đã quyết là giải thích được thế rồi. Thế rồi nào giải thích hơn với các ông được không? Ở đây là hải quân mà. Nghe hải quân lên cả đảo này luôn rồi anh em ạ. Đây, cái thằng mình vừa giết đây là hải quân này. Thế là ba thế lực đang có mặt ở trên hòn đảo này các ông ơi. Quên mất là đang test giữa cái skill của Zoro. Một chém chuột phải. Một chém, hai chém chuột phải. Mẹ gì hả? 1, 2, 3, chuột phải. Ồ, được này, skill này khá ổn. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, đây cũng được này. Còn cái status 2 phèn ỉa, status 1 còn đỡ hơn status 2 các bạn. Đây status 1 đây, status 2 đây. 1, 2. À phèn đúng phèn ỉa luôn nè. Đù. Chuột phải không này các bạn.
Ui, chụp phải Tatsugi này các bạn ơi. Tatsugi mối tìm thứ hai của Zoro đây. Tatsugi bên hải quân đây. Cho quả ulti cơ nào. Gặp ba kiếm. Con xẹt. Và đéo thấy Tatsugi đâu nữa rồi. À đây, còn nửa cây máu đây. Tôi bắt là gì đây? Thề đang xài chiêu mà nó nhảy mẹ đang sau lưng tôi à. Này thì ta xì đi. Này thì ta xì đi. Trong chóng tre này ta xì đi. Chật mẹ rồi. Ta xì kia thì kịp thề. Ân xá cho Tatsugi, mình sẽ để cho Tatsugi hưởng chọn quả ulti. Ai chật mẹ cái ulti của các con rồi. Ô vẫn dính kìa. Tatsugi chết con mẹ rồi, ngồi mẹ ra đây rồi. Thật là đau đớn. Tatsugi gục ngã. Thằng hải quân này cũng cuốn con mẹ em đi không. Công chúa Vivi đang giải thích cho Tatsugi rằng là thằng trong Budai, một trong những thất thủ hải đang muốn chiếm lấy cái vương quốc Alabasta này. Xong Tatsugi mới hiểu ra và kêu bên hải quân giúp cho mình luôn. Ok. Đấy, túm lại là như vậy. Mr. One, Dad Bonnet, Mr. Chu, Bon Clay. Thế là giờ chúng ta phải đi đấm hàng đó à? Không sao, mình đã có đồng minh đó là Tatsugi bên hải quân rồi. Ủa Sanji? Sanji đi đấm Mr. Chu đi Sanji. Trên phim là mày đấm nhau với Mr. Chu mà có phải tao đi đấm nhau với nó đéo đâu. Trong chống tre này Bon Clay. Ok à? À đấy là skill cut à? Trong chống tre này Bon Clay. Ra lại chật con mẹ rồi. Cái chiêu này mày chật mày. À mình đâu có chiêu ép này các bạn. Bật ép lên chém cho nó đau. Này bọn lại bọn lại chúng tôi ghim lại bọn lại bọn lại chúng tôi bọn ai ạ chiêu đéo ở đây bọn lại này trong chống đẹp ok chặt mẹ rồi thôi skill support này bọn lại mày này yếu mình đang có ulti hãy đón nhận đi này thì bọn lại. Mình là người chết điểm mà bom clay mà alo. Chiến của Sunny cùng với bom clay đang ngang tài ngang sức. Thế là hai thằng đã chật cả hai luôn à? Tiếc. You got me. あ、切れたぜ. まだ息があんのか? あんたの勝ちよ. Mày đã thắng. 殺しなさい. Hãy giết tao đi. Mày không giết tao thì tổ chức cũng giết tao mà thôi. Còn chờ cái đéo gì, hãy giết tao đi. いい勝負だった. もうそれ以上. Đánh tốt lắm. 言葉はいらねえはずだぜ. Mày đéo cần phải nói gì thêm. ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。 Ôi ơi. Ê, đang cảm động vãi cả bìu ra. Rồi sao? Thế là Mr. Chu, Bon Clay đã bị mình hạ gục nha, Zoro hạ gục nha. Sanji nó đéo góp được miếng đan nào đâu. Bây giờ chúng ta cùng đi kiếm thằng Mr. One. Trên đường đi chúng ta gặp mấy cái thằng ở Ba Râu Quốc, mấy thằng Lutiziu. Cho nó cuốc con mẹ luôn đi. Điêu gì điêu. À nhưng có thế là giết nhiều thì không nhỉ? Vì giết nhiều ấy. Để mà lấy thông thọ S. Thông thọ S về đam. Nhưng mà có vẻ như là đéo được cả 2 S rồi các bạn. Vì thì mất quá nhiều thời gian. Cái sàm lon này đó. Trong trong kè này Nobika. Mấy cái đứa nó đang có giáp sẵn mình không thể nào mà lôi nó đi bởi cái chiêu mày trong trong kè được các bạn. Thì lôi được chúa đi thôi. Đã lôi được chúa đi.
Thằng Mr. One đâu ta? Như đây, à đây, 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 Mr. One đây. Nó đang đứng chờ mình luôn anh em à. Chờ Roloa Ronaldo. Mày, Mr. One. Mình chỉ còn lại đúng nửa cây máu nữa thôi. Không biết là mình có thể hạ gục nó hay không. Mày, Mr. One này. Bật ép lên chém cho đau này. Đau chóng che này Mr. One. Nó hồi lại giáp con mẹ nó rồi. Không sao, mình chém đau mà. Đây, nó hết rồi. Ulti luôn. Santorio. Úi dồi. Thằng Mr. One này nó ăn một cái trái ác quỷ. Trái ác quỷ thép thì phải. Nó có thể biến cơ thể nó thành kiếm á, lưỡi kiếm sắt hay thép gì rồi. Chết trong vinh quang. Ui, công nhận thì game này nó bám theo cốt phim vãi trưởng luôn anh em ạ. Ở cái đoạn này Zoro thức tỉnh ra một cái kỹ năng mới, kỹ năng có thể chém được đứt cả sắt và thép. Cái đéo gì đấy? Cái đấy gì đéo? Đây, nó bắt đầu nói nhảm về việc nó đã thức tỉnh được rồi mẹ ơi. Đấy, thấy chưa? Chém lá đéo đứt. Nhưng mà cắt thép vào được, cắt thép vào sắt vẫn được. Đấy. À to à ore ni hontou ni tetsu o kiru hodo no jitsuyoku ga aru ka dou ka da. Jōto. Mày đã sẵn sàng cho cái chết. Rất tốt. Intonio, liên xong. Atomic Spark. Cốt. Ủa nhìn ngầu vãi. Cảm ơn. Nhờ nó cho nên là Zoro thấy nó có thể mạnh lên thêm được nữa. Ủa, cả Bon Clay lẫn cả Mr. One, hai thằng đều bị mình sử dụng cái skill Intonido hay cái đéo gì đó hạ gục đỉnh thực sự không? Cái đấy gọi là đỉnh cao của Gundam nha các bạn. Đéo đùa. À, còn hương kho báu. Mình chắc bú hương kho báu này cho nó đầy máu tí. Ờ, miếng thịt lớn luôn, phun máu luôn. Ok, dưới này còn một cái chấm đỏ nữa các bạn. Có vẻ như là chúng ta phải giết cái nốt cái chấm đỏ này, ta mới có thể nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Răng con. Trong chống kê này thằng răng con. Ba vai trưởng chặt hết giáp nó xong rồi lôi mấy con boss chúa đi được con em ạ. Phải chặt hết giáp, nhưng mà phải chặt hết giáp. Ôi khó chịu là đó. Trên bản đồ nó lại có lên mấy dấu ít, chắc chắn là chúng ta phải chạy đến nó rồi. Bây giờ mình phải đi kiểm tra ở trên mấy tòa nhà ở có mấy cái khẩu đại bác ấy anh em ạ. Chết thử xem có phải là cái đại bác mà đang chuẩn bị bắn không. Mình đang cố gắng để cứu sống bọn này mà bọn này cứ cản đường mình thôi. Đây, mấy khẩu đại bác đây. Nhưng mà đây chắc chắn là đéo phải rồi. Vì theo như trên phim ấy, khẩu đại bác cũng được nhét vào cái tháp đồng hồ. Có đây đâu. Tuy rằng là mình biết trước là cái khẩu đại bác ở đâu rồi, nhưng mà mình bắt buộc phải theo cốt game, phải đi kiếm. Mệt bỏ mẹ đi các ông ạ. À. Oh, Nami đang đấm nhau đây à, Nami đang đi kiếm à. À, thời gian mà đang trôi, ta chỉ còn lại đúng 8 phút nữa thôi. Trong 8 phút này nếu như mà mình không kiếm được khẩu đại bác thì nó sẽ bắn xuống cái thành phố Alabasta này và clear hoàn toàn. Quân lính của Alabasta cùng với đó là quân nổi loạn, có thêm cả lính hải quân nữa cơ. Thời gian còn lại là 7 phút. Còn 7 phút.
Cứ bắt chưa hồi à? Ôi, này thì mình mới KO được có 1500 lính đấy. Có vẻ như là KO 2000 lính thì mới đủ không khỏi ép được rồi. Đoán là vậy. Ui, nhiều vai. Rất dễ dàng nếu như mà mình sơ ban skill này. Anh em thấy dễ dàng không? Dễ vãi cả đái luôn. Thấy không? Cái sơ ban thôi là số skill nó sẽ được tăng lên. Quá mặn quá bá. Cái skill của Zolo dọn đến bá vách cực cực. Và thật là nó bá vách cực. À, bọn này sợ hãi hết rồi. Này đéo có đường đi à? Ê, phải chạy vòng à? Còn con mẹ nó có 6 phút nữa thôi các ông ơi. Bạn này đi lên ở đường nào? Bạn này đi lên ở đâu? Game chuẩn bị ngu nữa thôi. Game rất ngu. À đây, đường đi lên đây. À, tôi đi cho Bell. Tôi đi cho Bell đang đánh nhau thằng này. Nhưng mà có vẻ như thằng này đéo mất đi miếng máu đâu cả. Tôi đi cho Bell. Bế mái cân. Ok, mình đã clear rồi. Còn cái khu vực ở giữa bản đồ cùng với đó là khu vực đéo mẹ gì đó chấm màu đỏ trên bản đồ mình đéo biết nữa. Kể lên đó mình có thử nhá. À, Nico Robin. Bật em lên. Chém chết mẹ Robin. Robin của chúng tôi. Ok, sao nó không lôi đi nhở? Để đã có giáp bên lôi đi đéo được. Này thì Nico Robin. Này Nico Robin của chúng tôi này. Cho Nico Robin nếm thử chiêu à. Ây ạ, thề mất mẹ. À đây vẫn còn. Này thì Robin này. Ôi chiêu đéo rồi đấy. Ây, nó bẻ cổ tôi. Robin nó bẻ cổ tôi các ông ạ. Ây ạ. Đồ skill của Robin kìa. Rua la ra. Trong chống tre này, Nico Robin. Đéo đưa nó đi được. Ây ạ. Ui, chiêu của Nico Robin khó chịu quá. Này thì Robin. Ok, Robin sắp cút rồi. Đấy rồi, chúng ta sẽ cho Nico Robin một cái đạn răn kết thúc bằng chiêu này. Rắn to riêu. Cút. Ê, Nico Robin cút. Biến mất luôn rồi. Rồi, chúng ta chạy đến vị trí ở giữa bản đồ xem nào. Còn lại 3 phút nữa thôi, nhanh lên. Có vẻ như là giết Robin nó không nằm trong cái nhiệm vụ gì phải. Nhưng mà mình vẫn làm. Mày. Nghe chưa? Còn một cái dấu sao trên bản đồ. Phát. Đây, còn một con laser ở đây. Có vẻ như phải giết đứa này. Cái đéo thì nó lại hiện khắp bản đồ ấy nhở. Đéo ổn. À đây rồi. Con VV nó đã nhớ ra được là một cái vị trí khá là đẹp. Đó là tháp đồng hồ. Đang được chôn giấu cái khẩu đại bác ở trên này. Chúng ta phải lên trên đó. Nhưng mà đường lên trên đó ở đâu thì mình đéo biết. Chỉ còn lại 2 phút nữa thôi. Đường lên ở đâu? Đây, tháp đồng hồ là ngay đoạn này. Đéo có đường lên đoạn này. Có vẻ như nó nằm ở phía đằng sau các bạn ơi. Đây, có vẻ như là đường lên đây, đúng rồi. Nó nằm ở sau cái tháp đồng hồ. Còn 2 phút nữa thôi. Mày đấm cho mày cái tan trong cái te này. Đéo chết châu ác. Tan to riêu. Xong chưa? Có vẻ như là xong rồi. Thằng này đái ra nước rồi đấy này. Yokata. Thật may quá làm được rồi. Quên. Có vẻ như là trận tiếp theo chúng ta sẽ đấu nhau với Rakudai và... Ui! Đạt thông thổ S! Hoàn thành nhiệm vụ trong thông thổ S luôn! Chỉ là thiếu đan. Có vẻ như là hơi ít. Lần này mình giết hơi ít lính. Vậy Zororin level 2, Ami level 2, Upshot level 2, Sanji level... À! Lên đến level 5 xong rồi đạt đến level 6 nó sẽ có skill gì đấy anh em ạ? À, Rulara! Ui!
Chopper lên đến Chopper lên đến level 6 sẽ nhận được cái tấm có lá gì nhỉ? Thẻ mệt cần đến ông Rayleigh này các bạn. Ui 108.000 berry. À mở khóa tướng tướng Tatsugi này các bạn. Đốc Kudai cùng với Nico Robin đã tìm ra được cái tấm Pornelic ở cái thành phố Alabasta này. Và cái tấm Pornelic này nó sẽ chỉ đến một cái thứ vũ khí gì đó mà có thể hủy diệt được cả một hòn đảo. Và Nico Robin là người có thể đọc được những cái văn tự ở trên tấm Pornelic. Nên là Rokudai đang lợi dụng Nico Robin. Đang hỏi Nico Robin đọc cái tấm Pornelic đó là cái vũ khí đó nằm ở đâu. À vũ khí đó tên là Pluton anh em ạ. Nico Robin nói là không có vị trí. Nó chỉ nói về tất cả những cái lịch sử của vương quốc Alabasta này thôi. Không có nói gì về cái vũ khí của Pluton cả. Ra vậy. Ra là rùa. Ta đang nghĩ mày là một đồng minh. Nhưng có lẽ như là bây giờ ta phải giết chết con mợ mày rồi. Hả? À, mày nói gì cơ? Thì thằng Rokudai này cũng biết là tấm Polis này chắc chắn là nó sẽ chỉ đến cái vụ Pluton. Và nó biết là Nico Robin mà đang lừa nó. Thỏa thuận coi như là kết thúc, chấm dứt. Cho nên là Rokudai quyết định giết Robin. Mày nghĩ là ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này sao? Nico Robin bật luôn cả Rokudai. Và đây là Luffy. Rokudai ở đâu? Sau cánh cửa này hình như có vẻ Rokudai sau đó. Thế là tập này chúng ta sẽ đấm nhau với Rokudai. Có vẻ như là mình sẽ ship cho các bạn nốt và đấm nhau với Rokudai. Solo 1-1 thì có vẻ như đấu 2 phút. 2 phút là mình xong map mẹ rồi đúng không? Thế thì cho các bạn xem luôn. Isuka. À đây xem. Úi dồi. Water, nước. Thằng Rokudai này nó có một cái điểm yếu các bạn ạ. Và khi mà nó bị dính nước thì cái khả năng sử dụng trái ác quỷ của nó là mất tác dụng, nó là trái cát. Dính nước thì cát nó sẽ bị dính lại các bạn. Này cho nên là khi mà tấn công thì nó vẫn bị chịu ảnh hưởng sát thương. Đấy. Xong. Roku cút rồi. Ta vào vai Monkey Luffy đấm nhau với thằng Rokudai. Nào, đấm chém mẹ mồm thằng Rokudai con cá sấu ngu không thì đi nào. Pakaheru. Mày này vặn cổ mày đập xuống đất này này thì chốc cù đai này. Combo 1 2 3 4 và phá dốc cả. Phan cổ, ui nó đã có giáp. Quên mất nó có giáp rồi. Ui nó ném bảo cắt. Nó đang có cái giáp này, mình xài skill vào nó không được các bạn ạ. Hãy đón nhận skill bắt của ta đây. Buda. Gatolinga, Pazoka. Ủa sao ở đây bên đây có cái lỗ này các bạn? Lỗ đi ra là phải, nhưng mà tường đá nó chặn lại. Sao lưng mình gốc đi đai này. Ê, mình có ulti rồi. Bật ép lên trưởng ulti cho nó thấm anh em này không? Hãy đón nhận chiêu của ta đi. Go no no no, Pazoka. Thì thấm chưa? Mất một khúc luôn. Thấm cái này nhanh lên để lấy cái ép đi các bạn nhé. Chiến tích là chiến tích đấy. Cái đéo gì đây? Đang đấm mà ngon mà. À ulti à? À vừa là rạ à. Đu ghế về sao? Ở dưới đất. Nó đã biến tất cả dưới đất của mình thành bảo cát. À mấy cái miếng đá ở trên trời nó văng xuống các bạn ạ. Kéo gì nữa đây? Này ulti à? Nha, đang đấm bòn tay. Sảm cưng. Ai ạ? Ở già nhà mày nhá. Ba-da-da-ba-da-ba-da-ba-da. Pazoka. Phần cổ nó đập xuống đất. Còn skill bắt. Ui, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Hết giáp. Vào thế combo. Mày này. Skill T hồi lâu thế nhở? Skill T hồi đúng chậm luôn.
thì nó là đau nhất mà anh em. Nó đang kiểu giống như ulti của mình sản luôn rồi. Đây có vẻ như là sắp hồi tê rồi đấy. Có chiêu vật nó xuống này. Này có chiêu sơ bắt này. Buda. Này thì hãy đón nhanh đi. Gomu Pazoka. Còn đúng chấm bao cuối luôn. Bật ép lên. Mày đón nhận đi này. Mày này. Piston. Trời cát à? À Storm mà đấy phải Piston à? Ui trời ơi. Cái cắt linh luôn. Cút mẹ mày đi. Một trong những thất thủ hải chỉ có thế thôi sao? Chẳng qua là Rokudai này nó có cái điểm yếu là khi dính nước ấy là nó không thể nào sử dụng kỹ năng trái ác quỷ được. Chứ không Rokudai bón hẳn cho Luffy no. Đây hai con đét. Con. Đây chúng ta đã unlock được tướng Rokudai. Sau khi mà Luffy hạ gục được Rokudai, Alabasta đã trở về bình yên. Nhưng mà trong lúc đó thì bên hải quân đây bao quanh cái hòn đảo Alabasta này nhằm mục đích bắt tem Luffy. Nhưng mà gặp may một cái là Going Merry, con tàu của Luffy đã được Bon Clay đưa đi chỗ khác để ở chỗ cũ là hải quân nó túm được rồi. Ngay trong lúc đang chạy thoát, Mr. Chu là Bon Clay lúc này đi hạ gục ấy, quyết định là hy sinh để cứu cái tem Luffy. Các bạn phải xem phim mới hiểu vì sao nhá. Vì sao mà Bon Clay quyết định hy sinh nhá. Phim mới hiểu. Ừ, mình nói ra hết thì còn đéo hả ngay. Bon-chan là hy sinh, có thể cứu được Luffy. Đấy, kiểu giống như là Bon nó có khả năng mà biến thành người khác mà các bạn. Nó biến thành Luffy. Xong rồi dùng sự chú ý của lũ hải quân ra chỗ khác để cho tem Luffy có thể chạy thoát. Đấy, các bạn xem phim thì sẽ hiểu rõ hơn. Cái này thì nó đang nói về là Vivi nó đang muốn cảm ơn cái team Luffy đã giúp vương quốc Alabasta thoát khỏi tay của Crocodile. Đấy, nhưng mà có vẻ như nói hơi nhiều, mẹ nói nhiều cái cả đái. Lại tiếp. À cái này xem movie. Xem movie. Cho xem mẹ movie đi. Thề ngồi đọc mệt bó mẹ đi. Mọi người Vivi. Ôi sao mẹ Luffy ngồi như con cóc ấy. Hora kita Vivi. Khude o modoso. Isoge. Còn ai tưởng là Vivi đến để có thể gia nhập làm thành viên của bang hải tặc Bù Rơm. Nhưng mà Vivi kêu là cút con mẹ chúng mày đi. Là sao? Mày đang nói cái đéo gì vậy? Nói chung là tao cảm ơn tất cả bọn mày. Nhưng mà nó muốn ở lại vương quốc vì vương quốc này cần đến công chúa. Đấy. Đó là vậy. Ê, lại còn nhớ lại nữa. Nó còn nói về dấu ít ở trên tay ạ. Dấu ít thể hiện cho tình bạn. Ta vẫn là bạn chứ. Tất nhiên rồi. Bắt cả đồ gốc. Nếu như bây giờ Luffy nhận là bạn cùng với công chúa Vivi thì lũ hải quân nó sẽ không để yên cho công chúa Vivi. Cho nên là tem quyết định giơ mẹ cái tay dấu ít lên thể hiện cho tình bạn. Đấy. Tóm lại là như vậy nha anh em nhá. Mình đéo hiểu tiếng Anh đâu. Mình xem phim cho nên là mình sơ lược lại thế thôi. Em đéo hiểu cái gì cả. Thôi vì sao mà
cần phải một chút ngoại ngữ vào cho nó sang mồm. Thế là chúng ta vừa kết thúc được cái chương của hòn đảo trên Alabasta, chương đầu của con game này. Game đúng công nhận là bám khá là sát với cái cốt phim. Tuy rằng là có sơ lược và bỏ qua một số phần, như là cái phần mà Rokudai nó bắt được cái quốc vương của Alabasta là cha của con Vivi ấy. Ôi, nhảy một phát đến cái hòn đảo của Franky luôn rồi. Mẹ. Đây là cháp của hòn đảo Franky mà. Bắt cả Bill vậy. Đúng mẹ rồi. Nhảy phát lên đảo của Franky luôn. Bỏ qua hơi nhiều mà nha. Chứ là còn có lên đảo trên trời đấu với thằng Enel. Kéo có này. Đáng lẽ ra phải có chứ nhở. Thì đó cũng là một chương khá là hay mà, đối với Enel. Rồi ok, cho là video clip của mình hôm nay đây thôi. Các bạn đã xem về One Piece Chiến binh hải tặc phần 4. Nếu như các bạn thích về series này thì hãy like cho cái video, đăng ký đi dù các bạn chưa đăng ký, các bạn để không bỏ qua bất kỳ cái video clip nào. Bye. Bye.